kính chào mọi người. Hôm nay một con cháu vừa ăn buffet sáng xong khách sạn là bây giờ là đi ra chụp mấy kiểu ảnh ở cái chỗ tượng cá chép hóa rồng ở Đà Nẵng này. Đẹp quá. Biểu tượng của Đà Nẵng, thành phố đáng sống. Nhưng mà công nhận là cũng đáng sống thật. Dịch vụ taxi và toàn bộ các dịch vụ khác là người ta không chặt chém, không lừa đảo, rẻ lắm. Đây là cầu rồng bắc qua sông Hàn. Thành phố rất là đẹp. Chụp với chị nào đấy, bố chụp cho hai chị em phát chỗ này nào. Đứng đây. Đấy, thì hai chị em con đứng đây. Bây giờ ra bố phi hai bố con ra đây, có kiểu ảnh riêng. Ra đây. Đứng lên trên đấy này. Nào. Nhìn đây, tay. Cười lên. 1 2 3. 1 2 nào. Con ơi. Mày mắt à? Nào, 1, 2, 3. Đây, làm hình ảnh không được con rồng. Cả con rồng này, 1, 2, 3. Đẹp lắm. Bây giờ đi thẳng ra biển nhá. Mình đang, bố mình đang từ nó như chỗ kiểu cầu rồng. Cầu rồng chạy ra hướng biển Mỹ Khê. Mấy bố con chú cháu là con Lương là để bơi. Khách cho bác đi. Các bạn thân mến, các bạn ngồi đi xe để xe nha, có việc bận đi kệ, cứ ngay chầm rửa. Đi ra biển bơi mạnh vào nhá. 50 triệu, không phải cược một cái gì cả. Em đi đâu? Làm nhận xe bên lái. Em đi hả? Không qua đấy đâu. Không ở đấy á? Ai nhỉ? Chị có nhớ là em đi đâu trong này thì nào thì biết hãng nó chắc vẫn thế. Bố con ở nhà rồi. Một trận thắng của cái bạn bên kênh mình không. Ngoài mình là cái hãng này tương đương với xe đẩy chỗ của cháu. Tối quá còn để bạn sáng lên đấy nhìn thấy bố này. Không bao giờ sợ hết pin tí nữa, nhưng mà quay lên là tối. Con phải cho ánh sáng. Biết rồi, chị tổng đặt xe còn đặt xe bốn chỗ mày. Từ chỗ cầu rồng ra ngoài chỗ bánh Mỹ Khê thì rơi vào cỡ 5 cây số. Có bỏ cháu lấy có 15.000 không? Bộ thì cũng đại bố. Vâng. Đường ở Đà Nẵng này ít tắc đường. Xe của mình. Dịch vụ taxi thì ok. Trong này thì sẽ đóng 8 triệu. Cược vào 8 triệu. 8 triệu. Xe điện tốt hơn là xe. Ngoài đến 10. Chắc là xe nó sẽ phải mất tiền hơn rồi. Chị cũng đi bố thân thiện môi trường đó. Nghĩa là nó có cái thả ra ở đây có thân thiện môi trường. Lương tháng thì 1 tháng của mình 4 triệu 2. Lương thả sẽ không dịch biệt chẳng điểm 8. Nó ôn nhiều quá. Ở đây bây giờ chị mặc quần áo 6 triệu. Biết rồi đâu. Cầm cái hẹn rồi ra. Có 2 triệu. Rồi. Dí rồi đấy. Thế cái hàng dừa đẹp quá nhỉ. Ừ. 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 Bắt lên trên kia quay được, quay đây sợ ấy không? Cầu rồng lúc đó là cầu gì? Thì cứ nhảy xuống nha, bơi ơi. Cầu rồng là đúng rồi, bên Việt Nam là cầu rồng. Ở ngoài Bắc mình gọi là cầu thìn. Hay cầu thìn. Ừ. Tiếng Anh là Dragon Bridge. Như nhau thôi, như nhau. Ừ, đi. Việc cái gì đâu, đi, không quan trọng đâu. Cứ đi chỗ nào an toàn nhất chứ không phải lo. Làm sao an toàn nhất là được. Nó đang vạch liên đây. Sáng gì? Sáng bạn ơi, biển thích nhờ. Hôm nay là mình sẽ đi Đà Nẵng này. Đà Nẵng mình không ra đây không có chiều. Không. Đường Võ Nguyên Giáp hả bác? Đúng rồi, đường này là đường Võ Nguyên Giáp. Đẹp thế đấy không? Đẹp lắm các bạn ạ. Mình công nhận là Đà Nẵng là
người ta cứ bảo là thành phố đang sống toàn xem trên YouTube thôi, nhưng mà đến đây thì công nhận là thật đẹp, con người thân thiện. Mỗi năm được 3 đấy lần thôi. Ừ. Nếu mà các bạn mà có về Việt Nam hoặc là đến Việt Nam thì hãy đến Đà Nẵng. Đồ ăn ngon lắm các bạn, giá rẻ đúng không? Giá rẻ mà người ta không chặt chém, không leo trèo kéo lừa đảo. Nó cũng có một cái bãi tắm chuẩn bị nha. Dạ. Thì đây cái bãi này tí nữa thôi. Vâng. Ta gọi là cô cam mập bông bác. Hỏi to vào xem bác. Ta gọi cô cam mập của đây ông bác. Cá mập á? Cá mập. Cá mập. Các cháu nó hỏi ở đây có cá mập không bác? Không không không. Có người mập rồi. Có người mập nhưng không có cá mập. Không có cá mà nó mập rồi. Đẹp ấy. Đây này. Chúng này xinh. Đẹp chú các bạn. Nếu mà buổi chiều á. Vâng. Buổi chiều á là buổi sáng sớm luôn. Rồi. Ngay chỗ này là có cái đàn bồ câu á. À. Bay xuống đàn. Đẹp quá. Đây là các bạn mình. Rồi thì tí lát nữa bác cho bố con cháu xuống đây. Đây để bảo bác cho xuống luôn này. Ừ, xuống đây để đi quay ở đây. À, thì ở đây quay lũ được. Đây là cái bãi tắm của nó đây này. Đấy. Dạ, đấy. Thì cháu đi bộ đến. Vâng. Ở đây cứ cho thả với bố con cháu ở đây cũng được. Thôi bơi luôn đi. Bơi luôn đi. Thì nữa. Bơi cả chiều cả ngày. Tối về. Đấy, đấy, cái bãi dù đấy. Đấy, tối mới về. Đi chị sẽ quay cả ngày phim luôn để chị xem là cái tên. Tí nữa chị đồng một like luôn chị ạ. Dạ. Ok. Cảm ơn. Bố con cháu cảm ơn bác nhá. Cảm ơn bác nhá. Chào bác nhá. Đi rẻ thế nhỉ? Đi từ đấy rồi mới có 60.000. Đấy mất có 60.000 rồi các bạn ạ. Không đi xa 5-6 cây số mà mất. Ít là nghe mất đúng rồi có 50.000, 60.000. Ồ, biển như dừa này. Chào các bạn nhé. Chào các bạn. Các bạn ơi, ôi rồi, chiều tối mới về nhá, tí nữa ăn ở đây nhá. Bãi biển này là bãi biển Mỹ Khê. Bãi biển này là bãi biển Mỹ Khê, bãi biển chính ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng. Từ từ lát nữa. Con yên tâm, con tắm từ giờ đến tối mới về, không phải lo. Tắm từ giờ đến tối, tối vẫn ngủ nằm ở đây. Yên tâm. Đồ đâu nhỉ? Bãi chính nhờ, bãi chính nhờ. Bé ơi. Không sao, mình đứng cho bóng người cũng được. Bé ơi. Bé có cả chỗ tập ấy. Đi ra đây. Bãi biển cát trắng nhá. Ui dồi ôi. Thấy chưa? Không sợ con ạ. Tối là người ta có nhà ở đây. Các bạn Tây đến đây chắc nhà. Bé ơi, đẹp. Úi giời ơi. Ra biển chưa? Bãi biển cát trắng nhá, cát trắng tinh. Cát trắng tinh không có sỏi. Ra. Bơi đâu bác? Ra đây. Ra biển thế này. Bãi chính kia kìa. Đi ra này thuê cái ghế. Bơi, đi bơi nhá. Hả? Đi ra bãi kia kìa. Bạn nhìn từ xa không? Sóng đánh giạt rào. Đây là bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Không ốm đâu, đi bữa trưa này cho nó ấm. Đi xuống đây bố con mình xuống tắm đi. Nhà trong nhà tắm, nhà vệ sinh kia này con này, trong kia kìa. Đi. Đi bố con mình vào kia thay quần áo đã. Đi ra ấy đã, thay quần áo đã. Đấy, có cả thay quần áo, tắm nước ngọt, các thứ ngay đây luôn. Đầy đủ, không thiếu gì. Đây là hàng dừa. Hả? Thế đi dịch lên trên. Chỗ này đẹp ở cái hàng dừa, đẹp quá. Giáp biển này. Này có cần đi đâu. Như kiểu trong Phú Quốc có mấy cái bãi nó cũng kiểu đẹp như này, long lanh. Nào. Cá này mà ơi, xài cá đã. Cảm ơn nhá. Rồi đến đây là có dịch vụ này. Bao cái đi. Tắm nước ngọt, có thuê đồ.
Chào bác. Đi cho tôi này à, cho tôi đồ với đây à. Tí nữa gì nhỉ? Tí nữa thuê mấy cái phao cho cháu. 5.000 đồng một người nước ngọt. Thay đồ mới lên để tắm giặt. Đi con vào thay đi. Thay đồ lát nữa gửi luôn đồ đây xong rồi thuê phao, lấy phao. Cái chỗ ghế đấy là của chị đây đúng không? Ờ tí nữa ra ngồi luôn. Vào thay đi cho ấy vào, ba chị em vào. Lấy đồ vào. Cất cái này đi. Không vẫn phải có tí nữa các cháu nó lau. Hết pin. Hết pin các bạn, hết pin làm sao? Cho trong cái túi. Đây nước ngọt đây này các bạn. 5.000 đồng một lượt rất là rẻ. Đây là bãi tắm số 1. Dạ. Đấy. Được hết đúng không chị? Nhưng ghế là thuê kiểu gì? Cả ngày gì? Mà tính một lượt, ví dụ như em nói xong dòng về là tính lượt. Đó, thì chiều tối em mới về. Ok chị. Đấy, hai cái ghế này có 80.000 rồi các bạn ạ. Mà các bạn ngồi cả ngày. Quá rẻ. Nha các bạn nhá, hợp lý nhá. Đấy. Để dưới này nè. Chiều nắng nó vào đây không ạ? Đi dịch vào đây nè, để xuống để phim đấy. Mát hơn à? Cứ để đây. Bố ơi, con để giúp đây con đi ấy nhá. Để tao đây. Để những cái đô này để đây được không chị? Để được. Để được. Không có chỗ nào gì à? Cứ để đây. Cứ để đây không mất đâu chị không. Bye bye. Được rồi, không cần đâu chị ơi. Tí nữa. Mấy cái quần của nó. Lấy phao không? Giờ có ai lấy phao không? Tôi chọn ơi. Lấy bảo bác, chạy theo bác. Lấy cái nào bảo cô đưa cho. Lấy đeo cái nào bảo bác đưa cho. À đúng rồi, cháu cái phao phải. Lấy cái áo con ơi, lấy cái áo phao ấy, lấy cái áo cái phao bố cũng được. Đi xuống dẫn bọn nó ra đây đi, không mất gì đâu, cứ để lại dẫn bọn nó ra đây để lại đi. 80.000 hai cái ghế được không? Hào bơi nè các bạn, thân mến đẹp thật sự. À, xa kia là cái chùa Linh Ứng. Mọi tập Phật hôm qua đi Ma Đà Hìn như thế nào. Con cháu này là phải ra từ lúc trưa tắm cho đến tối. Bỏ dép ra đằng kia. Cất dép ra đằng cái chỗ kia kìa. Nóng chân đấy thì con ở nhà. Xong xuống. Lạc xuống đi. Vi xuống các bạn ơi. Vi. Làm đi. À, sướng chưa. Xuống đi. Dưới răng này con ơi. Từ từ đã. Xuống đi. Vào tất cả người phạm cái dây này. Yeah, không đá. Bỏ đi. Em đi lao xuống bơi. Xuống bơi đi. À, bây giờ bác chụp cho kiểu ảnh nào. Thấy chưa? Nào. Em đi giơ tay lên nào. Lao xuống cho gứt tội đầu đi. Quên không cầm đấy, đi rồi.
Ở trong cái dây là được mà. À lại xong. Điểm cao mắc. Mò ra có con gì không? Anh à? Bỏ dép vào trong kia. Bỏ dép vào trong kia, tắm cái kiểu gì đấy con? Đầu con bị làm sao đấy? Bỏ cái dép vào cái dệ trên kia này, lát nữa lên lấy, không ai người ta lấy đâu. Đi xuống bơi con, đi. Chạy vào, bỏ dép vào. Ra đây, lát nữa bơi làm sao được bằng dép. Ấy thà. Không. Lao vào. Anh à. À, anh ơi, nước mắt. Đấy, chưa chưa. À, cần dép. Rồi. Đi xuống biển đấy còn mang dép. Ghê đó. Tụt con rồi. Không sao cả. Ây da. Cứ bơi đi. Mình mong quá. Biển. Ây da. Tung tung tóe bọn biển. Ây da. Ây da. Lại cho nữa. Sướng kìa. Sóng đánh sướng thật đấy. Đi con ơi. Ui. Bác thích sóng rồi. Đây bây giờ bố vào đây. Đẹp quá. Lúc nào mà sóng đến thì hụt xuống. Sướng kìa. Sướng kìa. Nó sóng. Nhưng mà nó sóng đến thì hụp xuống. Ngậm ngậm miệng vào. Kệ cứ ra đi, tự bọn nó ra đi. Ôi. Ủa. Cháy máy đi. Không cháy nó được. Kệ nó. Trời ơi, cho ra đây cho nó thích. Thôi tắm ở đây thôi. Biết rồi, không sao. Đi sang kia bọn nó còn bơi tít vậy ra ngoài kìa. À, tí mình chơi dù không? Đi, tí nữa ăn quả đấy đi. Ây da. Có, chắc chịu. Hôm tôi sang Croatia cho bọn nó lôi mà, nó lôi cả nhà lên mà. Đi, không tí tới nhờ nó quay. À, đi ra ngoài ơi. Đi dịch sao để mình thích này. Sướng quá, thích quá, bé ra đây thích lắm. Đi ra ngoài này nó sóng con ông. Ôi trời ơi, mạnh ghê ta. Nhưng mà sóng bạc rồi. Hay da. Ra đây, ra đây. Ba chị em ra đi. Trời ơi. Bé ơi. Thích. Đi ra ngoài này nè. Mình thích. Em đi đâu? Ra đây sóng đánh sướng lắm. Không, sóng đánh là mình thích. Lúc nào mà sóng nó đánh đến đó, thì mình hụp xuống. Là nó qua cơn sóng. Em đi, lên. Không phí. Toàn cáp mà con đây không? Nào, la la bố đỡ nào.
biển nó đẹp, nó sạch thế này mà không tập ai ngủ rồi. Nhanh lên. Kệ nó. Sao nó đánh nhưng mà sao nó có vụt và đít đâu mà. Ây à, ấy à. Ây à. Không muốn. Ô, thích quá. Quái. Hát sướng. Cái gì con? Con cứ men theo cái dây này con lôi người dạng được. Đấy cứ men theo dây là an toàn. Lúc nào sóng nó đánh đến thì hụp xuống. Thế nào nó đánh qua đầu. Không nhưng phải hụp, hụp vào cái con sóng ấy. Đấy đấy, hụp chuẩn bị nhá. Ui xong rồi. Rồi, chúng ta cầm tí rồi, anh làm vậy. Cứ cầm này. Cái này được chống nước mà không được. Mua nó sóng đến ấy là đến. Đoàn lắm, chấp con. Đấy, chấp con lắm. Sợ quá. Thoải mái đi, mấy chị em lao ra ngoài đây con này. Đấy, đấy. Vì đâu? Quay không quay nữa. Tất mồm. Em đi ra đi. Ôi ai đứa kia lui lui ra đi. Không sao đâu. Không phải sợ nó, kệ ạ. Ra đây con. Bỏ mãi xuống tắm bùm bùm mà. Nhanh. Bé. Hả? Nhắm mắt vào. Lúc nào sóng nó đến nó đánh thì nhắm mắt vào xong cúi đầu không? Là bộ đỡ ra nào. Được cho nó khỏi. Nước muối nó vào nó khỏi hết. Đau. Đau đấy thôi không tắm biển nữa, đi lên thôi. Đi lên thay quần áo. Hả? Thế con bảo con xuống con tắm, con bảo là tắm bằng được nhanh lên bố. Đây này. Cái này mà nó vào cái chỗ muỗi đốt là khỏi hết, thấy không? Khỏi hết luôn. Không việc gì, cố gắng vượt qua một tí rác đi. Ra bơi với em này. Nước biển nó phải có muối, nó phải mặn, nó mới sạch được chứ. Đấy. Nó là sóng đến con hụp quá. Men theo cái dây này. Cứ đi nông mà. Cái đứa trẻ con nó ra tít mãi ngoài kia kìa. Đánh ra, sóng đánh bạc tụt quần. Bố lên bố cất cái máy này để ấy, để xuống bố xuống bố bơi. Chào các bạn, xuống bơi đã.